Xin chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta đến với môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Ở cuối học kỳ 1 này thì chúng ta sẽ thi nội dung chạy ngắn. Thì sau đây, thầy và các em sẽ ôn lại kỹ thuật xuất phát thấp và các giai đoạn trong chạy ngắn và các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. Về phần kỹ thuật xuất phát thấp thì có 3 lệnh sử dụng trong xuất phát chạy ngắn, đó là vào chỗ, sẵn sàng và chạy. Kỹ thuật thực hiện sau mỗi lệnh như sau. Lệnh vào chỗ: người chạy đứng trước bàn đạp, đặt chân thuận vào bàn đạp phía trước, chân còn lại đặt vào bàn đạp phía sau, mũi chân chạm vào mặt đường chạy. Sau đó ngồi xuống, người chạy hạ đầu gối chân phía sau xuống mặt đường chạy. Hai tay đặt sát và xuất phát, chống trên các ngón tay. Khoảng cách giữa hai tay rộng bằng vai. Khi kết thúc, cơ thể ở tư thế quỳ trên gối chân phía sau, lưng thẳng tự nhiên, đầu thẳng, mắt nhìn về phía trước. Trọng tâm cơ thể cần dồn lên hai tay, bàn chân trước và đầu gối chân sau. Lệnh sẵn sàng: người chạy dần chuyển trọng tâm về trước, từ từ nâng mông lên bằng hoặc là cao hơn vai, hai vai nhô về trước và xuất phát từ 5 đến 10 cm, mắt nhìn về phía trước. Có 4 điểm tựa trên cơ thể chống trên mặt đường chạy là hai bàn tay và hai bàn chân. Giữ tư thế đó để sẵn sàng xuất phát. Lệnh chạy thì người chạy đạp mạnh hai chân, đẩy hai tay rời mặt đường chạy. Đánh tay ngược chiều với chân. Chân sau không đạp hết, mau chóng đưa về trước để hoàn thành bước chạy đầu tiên. Chân trước đạp duỗi thẳng các khớp, rời khỏi bàn đạp, ngay lập tức thì đưa về phía trước để hoàn thành bước chạy thứ hai. Chúng ta sẽ đến với hình ảnh minh họa của kỹ thuật xuất phát thấp trong chạy ngắn. Các em quan sát. Chúng ta đến với giai đoạn chạy lao. Các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa. Khi hai tay rời khỏi mặt đường thì người chạy bước vào giai đoạn chạy lao. Khi chạy lao, người chạy cần tăng tốc độ chạy. Và cùng với việc tăng tốc độ chạy thì độ ngã về trước của thân trên giảm dần. Mức độ sử dụng sức trong đánh tay cũng giảm dần. Ở những bước chạy đầu, đặt chân trên đường chạy hơi tách rộng. Sau đó giảm dần cho tới khi kết thúc chạy lao thì mới dần hình thành thành một đường thẳng. Tốc độ chạy lao tăng lên nhờ độ dày của bước chạy. Bước chạy sau nên dài hơn bước chạy trước khoảng 1/2 bàn chân. Sau 9 đến 11 bước thì ổn định. Và nhiệm vụ của giai đoạn chạy lao là đạt tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Chúng ta chuyển sang giai đoạn chạy sửa quãng. Các em quan sát hình ảnh minh họa. Sau chạy lao là chạy sửa quãng. Ở giai đoạn này, người chạy cần duy trì tốc độ cao đã đạt được trong chạy lao. Kỹ thuật chạy của giai đoạn này khá ổn định với một số đặc điểm sau. Tiếp đất bằng nửa trước của bàn chân. Tiếp đó, chân chống phía trước chuyển sang chống thẳng đứng, rồi chuyển thành đạp sau. Đồng thời với động tác đạp sau là động tác đưa chân lăn về phía trước. Đùi chân lăn cần nâng cao song song với mặt đất. Vì tốc độ chạy chủ yếu phụ thuộc vào hiệu quả đạp sau, nên động tác này cần phải thực hiện chủ động, nhanh, mạnh và đúng hướng. Ngay khi chân chống trước chạm đất,
Vai và hông phải chủ động chuyển về phía trước. Chuyển động của vai so với hông cần so le như là của tay và chân. Khi đánh tay, hai tay gập ở khuỷu. Đánh so le và phù hợp với nhịp chạy của hai chân. Hai vai cần thả lỏng. Đánh về phía trước, tay hơi khép vào trong. Đánh ra sau, tay mở để giữ thăng bằng cho cơ thể. Hai bàn tay có thể nắm hờ hoặc duỗi thẳng các ngón tay. Khi chạy trên toàn cự ly, cần hít thở bình thường, chủ động, không làm rối loạn kỹ thuật và nhịp điệu chạy. Giai đoạn chạy giữa quãng là giai đoạn dài nhất trong quá trình chạy. Vì vậy, giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất trong 4 giai đoạn kỹ thuật. Và nhiệm vụ của giai đoạn chạy giữa quãng là duy trì và phát huy tốc độ cao nhất đã đạt được sau chạy lao. Tốc độ người chạy thường đạt cao nhất ở mét thứ 50, 60 của cự ly chạy 100m. Chúng ta đến với giai đoạn về đích. Các em quan sát hình ảnh minh họa. Khi cách đích khoảng 15 đến 20m, người chạy cần tập trung hết sức lực để có thể duy trì tốc độ cao nhất. Người chạy nên cố gắng tăng độ ngã người về phía trước để có hiệu quả đạp sau tốt hơn. Người chạy được xem là hoàn thành cự ly chạy khi có một bộ phận của thân trên, trừ phần đầu và tay, chạm tới vạch đích hoặc đường thẳng giống lên từ vạch đích. Do đó, ở bước chạy cuối cùng, người chạy cần chủ động gập thân trên về phía trước để chạm ngực vào dây đích, đó là cách đánh đích bằng ngực. Người chạy cũng có thể kết hợp giữa việc gập thân trên về trước và xoay vai đồng thời để một vai chạm đích, đó là cách đánh đích bằng vai. Chú ý, không nhảy về đích, khi cơ thể bật nhảy lên thì tốc độ sẽ chậm lại. Sau khi về đích, cần chạy tiếp vài bước theo quán tính để giữ thăng bằng, để không ngã, không dừng đột ngột và không va chạm với những người khác. Nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là dồn hết sức để hoàn thành tốt cự ly và nhanh chóng chạm đích sớm nhất. Thì vừa rồi chúng ta đã ôn lại kỹ thuật xuất phát thấp, giai đoạn chạy lao, giai đoạn chạy giữa quãng và giai đoạn về đích của kỹ thuật chạy cự ly ngắn. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một số bài tập bổ trợ. Đến với một số bài tập bổ trợ chạy ngắn thì chúng ta có 3 bài tập đơn giản. Đó là chạy bước nhỏ tại chỗ 15 giây thực hiện 4 lần. Chạy nâng cao đùi tại chỗ 15 giây thực hiện 4 lần. Chạy gót chạm mông tại chỗ 15 giây thực hiện 4 lần. Thì các bài tập này các em tập luyện ở nhà sẽ giúp cho các em phát triển được sức nhanh để các em thực hiện bài kiểm tra của mình tốt hơn. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Chúc tất cả các em hoàn thành bài kiểm tra thật tốt. Thầy xin chào tất cả các em.